Rồi, hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua thì là rất nhiều các anh các chị các cô chú ở tất cả các tỉnh rất xa, đặc biệt rất nhiều các chị em các cô phải là phụ nữ lớn tuổi ở tất cả các tỉnh về để báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Dương ghi hình để đăng tin để tìm người tình. Và nhiều câu chuyện thực sự là quen trên mạng, đến giờ phút này gọi là tình thì mất mà tiền thì cũng tan. Hôm nay tiếp tục là anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục ghi nhận một chị gái phải nói là rất tương đối lớn tuổi rồi, thì ở một tỉnh rất xa, thì hôm nay về để báo tin phải là nhìn rất thảm, nhìn rất tội, nhìn khuôn mặt rất buồn rầu. Cho anh em hiệp sĩ Bình Dương đã từng chung sống với một người đàn ông năm nay gọi là U70 đó, ông chín tuổi toàn nhân lâm. Dạ, thì hiện nay thì theo thông tin chị gái chia sẻ thì đã sống chung, hai người sống chung với nhau như vợ chồng và là tin tưởng tuyệt đối. Nhưng đến giờ phút này ông U70 đi lừa U60 phải là tất cả những tài sản, những gì của U60 đang có. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ xin phép chào chị gái nhé. Chị có thể chị giới thiệu cho em cũng như cho các cô chú anh chị biết là chị họ tên là gì? Nguyễn Thị Bông. Chị Nguyễn Thị Bông. Chị Nguyễn Thị Bông năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay 62 tuổi. Chị 62 tuổi luôn ha. Còn rồi chị trong Văn Lâm á 69 tuổi. Rồi chị trong hỏi là chị nguyên quán ở đâu? Nguyên quán Bà Tri Bến Tre. Bà Tri Bến Tre luôn. Ừ. Chị cho em biết này, hôm nay chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm ai đây? Tìm bạn Trần Văn Lâm. Tìm bạn Trần Văn Lâm. Bạn Trần Văn Lâm này là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 69 tuổi. 69 gọi 70. Dạ. Tuổi Mùi. Tuổi Mùi. Sinh năm 1954. Là 54, năm nay 59. À, còn mình năm 62. Dạ. Rồi, chị cho hỏi này, chị với cái người đàn ông lớn tuổi này. Dạ. Là quen biết nhau trong tình huống nào? Mà hai đứa cháu bằng Mai. Gọi là hai người cháu của chị và cũng như cháu của anh Lâm này quen nhau. Cháu ruột mình đi mua bò với ông mấy năm trời, thấy ông hiền. Ông vợ ông chết, còn mình thôi chồng. Cháu rể mình mới cáp vô. Cáp vô thì mình mới thấy ông cũng đàng hoàng, ông mua ăn uống rồi thấy tội nghiệp. Thì mình quen thời gian. Thì ổng mua bò thì mua mắc rồi bán rẻ lỗ. Thì mình nói thôi anh đi làm lên Bình Dương đi làm bảo vệ để kiếm thời gian có một số vốn. Thì hai đứa mình đứa đi làm giúp việc. Thì đứa 100 triệu thì lại sửa nhà, mình có nhà cửa riêng. Thì hai đứa hùng lại thì sống ở tới thì tủ già. Thì ổng chịu. Ông chịu trước khi ông đi, ông có đồng bạc nào, mình cho tiền xe. Mình sắm cái hộp kem, đánh răng, rồi cái bằng chải, rồi cái lược gối đầu, rồi chai dầu nước xanh 117.000 trong tiệm thuốc tây. Rồi cho 6 triệu riêng, còn mình sắm riêng. Rồi thuốc cảm, rồi thuốc đau bụng, rồi dầu, rồi thuốc ho. Đầy đủ. Mình đưa tặng tay. Mình điện lên chỗ mình ở, mình ổng xin có 3 triệu à. Mình nói thôi anh ơi, 3 triệu anh chạy hết. Thôi em lãnh tháng lương, để 1 triệu em sắm sửa cho anh. Còn anh giữ 6 triệu, anh về anh tả tiền xe, chở bò lỗ. Thôi ai mắc nợ lặt nhặt, anh thả anh ta thì còn ít trăm ngàn anh đi. Thì từ từ lên, anh có việc, anh có tiền sạch. Thì ông này ông thất nghiệp, chưa có lương. Từ từ là hết. Chị cho bạn này, chị quen với người đàn ông này là qua một người cháu của chị là Mai nhau. Đúng rồi. Là hai người sống chung với nhau. Trước đây là hai người sống chung với nhau tại đâu? Nếu mình ổng có nhà riêng thì mình đi về mình lên nhà ổng, ổng để xuống trước nhà mình. Thì mình lên nhà mình nói chuyện đàng hoàng với ổng. Hai người hợp tình hợp lý, tôi nói hả anh thôi vợ, anh vợ anh chết tôi thôi chồng. Hãy đồng ý thì hai người hiệp lại đi thời gian. Dạ. Thì có vốn thì hai người áo lại. Rồi cho mọi này, hai người trước đây sống chung với nhau là tại Bến Tre. Ừ. Lâu không? Nhà. Sống lâu cũng không? Cũng như mình quen ổng anh Tần á thì phải đi làm chứ ở nhà thì qua ăn ở với nhau rồi sống vậy thì không có tiền. Thôi em đưa lên giúp việc người ta. Thì anh đứa cháu nó kêu về giáp mặt với anh rồi anh giáp mặt với em cho biết mặt. Vậy thôi giờ hai đứa mình chia tay đi bằng ăn. Thì thời gian anh có số vốn, em có vốn thì em mua cho anh ít bò, anh cắt cỏ. Còn em nuôi gà, dịch chợ, bố cơm nước phục vụ cho anh.
Cho hỏi này, nhưng mà tổng cộng hai người sống chung với nhau tại Bến Tre là bao nhiêu thời gian? Đâu, đâu, 10 bữa nữa tháng lại hai người. Không, nhưng mà đến giờ phút này là bao nhiêu thời gian rồi? Là 4 năm. 4 năm qua. Là hai người qua lại. Ừ. Gọi là mỗi tuần qua lại gặp nhau một lần. Ừ. Đúng không ạ? Dạ. Một lần nữa là ăn ở với nhau. Ừ, đúng dạ, bữa có bữa nữa, 10 bữa nữa tháng có 10 khi tuần. Có khi 3 4 bữa dễ. Nói chung là tùy chủ nào à, dễ cho người ta đi cho lâu. Nói chung là đi mau. Nói chung là ở lâu là nói chung là cái này là tùy, đúng không? Chứ không cứ là căn cứ là bao nhiêu ngày. Có thể 3 4 bữa, có thể một tuần, có đúng, thể chục ngày. Đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Rồi hai người về gặp nhau. Về gặp rồi, nhau. Ở nhau qua đêm. Ông lên ông đúng rồi. Ở nhau qua đêm. Ông lên ông rước mình tại chỗ rồi ông xin chủ nhà để chủ nhà mới cho đi. Dạ. Yeah. Rồi cho hỏi này. Rồi hai người sống nhau chung với nhau thấy hạnh phúc cuộc sống như vậy là có tốt đẹp hạnh phúc không? Hôm Tết này ông thở trứng. Từ Tết là trứng. Ừ. Chứ mỗi lần không có khuya dậy 5 giờ cái em điện cho anh 5 giờ nghe em cái mình 5 giờ cái mình nói anh ơi dậy sáng rồi cái nói ở anh dậy dậy rồi cái nấu cơm ăn là cái giờ anh uống nước trà rồi 7 giờ rưỡi anh đi bởi cái anh đi cái anh em giờ anh đi nghe thì cứ đi cái 11 giờ rưỡi không 12 giờ ăn cơm nó giờ anh ăn cơm em làm gì đó nói rồi em cơm nước cho người ta rồi em rửa chén nó vậy rồi cái nó chuyện qua lại nói hồi chiều nay anh đi về có gì ăn không ông nói không có gì ăn để anh ghé tiệm mua chút xíu về anh làm đồ anh ăn nói còn hả đêm nay đi trực nói anh đi trực đừng điện nghe tối người ta lấy điện thoại người ta không có cho ở trong cấp mát người ta nói sợ chuyển đồ hồi chín dặn từ 10 giờ đó lên đừng có điện điện người ta lấy điện thoại tao khóa máy là 7-6 giờ hay 5 giờ người ta mới ra mở cổng mà mình mới điện được nói anh rảnh là nào anh nhá máy em điện lại nó vậy đó. Mà hôm Tết nay lơ là để cái nay đi theo luôn để điện về với nhà để nhà nói với mình đó chị ơi ai điện em ạ em trai em đi em dâu em trai với em dâu của người tình của chị đúng không điện thoại cho chị báo làm sao ông có người khác chị ơi ông nói chị bảo ông tôi nói tôi không có bảo ạ tại ông muốn đi người khác ông nói vậy chứ không phải vậy chị cho em biết này trong thời gian hai người chung sống với nhau là tiền bạc là ai là người kiếm tiền chị tiền mình làm lương như không cả ông lấy hết có mới hôm Tết nó dẫn hạn không được có mới bữa 18 ông dụ mình xuống ngủ đêm ngày ông vừa ông mượn ông nên thì anh không có tiền lương ăn luôn thôi trời anh về tiêu chờ đưa mua nãy kia hết 3 triệu là bữa 18 là ông đưa lên nhà đó ông đi luôn tới ngày 18 của mình đến giờ phút này nay mùng bữa thì cộng tám bữa nữa 3 tháng đến giờ phút này đến giờ phút là gọi người tình già của chị đúng không là tổng số tiền là bây giờ lấy của chị những cái gì rồi nuôi cứ anh vợ hai chiếc xe với một chiếc nhẫn với cái một bếp ga mà mọi tôi lên tôi thấy thứ hai ba bữa đổi bốn mình ra hết năm mấy ngàn thì thấy vậy trước anh tiệu mua cái bếp từ tiệu à bếp lớn ừ. Rồi cũng lấy vậy luôn bây giờ ngồi chén ba công chị mua đường muối bột ngọt ăn đầy đủ cà phê trả 300 ngàn ký mua trà dở không chịu uống trà ngon chị cho hỏi thế em đang hỏi là tổng số tiền đến giờ phút này là ông đang lấy của chị, ông chiếm đoạt của chị là bao nhiêu tiền? Tiền hiện là ba mấy triệu, còn từ hai chiếc xe là chưa? Ba mấy triệu, còn hai chiếc xe chị tính. Ừ. Giờ phút này mình đau khổ nhất là vì cái chuyện gì? Vì tiền hay là vì tình? Vì tiền của mình dại. Mình dại. Yêu thì đâu có ai nói chuyện là dại hay khôn được. Đã yêu thì không ai nói chuyện là dại. Mình dại, mình lỡ cho ta bán mẫu mình. Ăn trong phản bội đúng không? Đúng rồi. Xong rồi đi theo một người đàn bà khác. Cũng ngọt đàng hoàng mình ấy anh em ơi, mình dạy mình ấy anh ơi, mình anh đừng đi ra đường tung tăng hoài, mình có xui rồi về họ cười xu gia họ cười. Con ở của mình lớn rồi nó gừng gã rồi gừng cháu cô rồi. Thôi anh đừng có làm vậy họ cười xu gia kế bên hại xu kế bên không. Chị biết tiểu sử của anh ấy lâu chưa? Hả? Chị biết tiểu sử á? Tiểu sử ảnh á, 30 Tết có người tình á, điện về bữa 30 Tết. Chị ơi, chị là bạn vợ của anh Lâm. Nói là giả đò em, nói tôi là em ruột của anh Lâm.
cái kể từ ngày vô nhà trọ ngủ thì bỏ hai viên thuốc ít thích trong cái chai nước, rồi cái người đó không biết cái thuốc gì, cái người mà giúp giúp mà đem nước á phục vụ trong á cái nhà trọ đó, cái hỏi ông hai sao cái nói là trước sau nhưng mà mày làm vậy, cái người đó ăn ở với ông á, cái cậu đó đem cái chai nước cái giục hai cái vỏ thuốc ở trong cái túi rác, cái thùng rác, cái cô này mới lộn cái gì, hai viên thuốc đó mới đem về cho mấy người bán thuốc tây á, dược sĩ á, cái hỏi nó bộ không biết à, mới hỏi cái cô này hỏi nhiêu tiền, mới là 8.000, 8.000 viên, cái ổng mới cái cô này tả ngủ rồi với người đó cái đặt bóp ra không có tiền, cái cô này mới tả 220 tiền phòng, còn hai viên thuốc với chai nước là để ổng tả. Cái cô đó mới mùng 4 điện với tôi nói chị ơi ổng ngủ với em mà ổng dụ em á, chị là vợ ha bạn, cái tôi nói là tôi là em gái của, rồi nó kể chi tiết từ ngày 30 Tết là dụ về nhà trọ ổng rồi ngủ đêm, thì mùng 4 ngủ đêm rồi nó mới điện, từ mùng bữa mùng 4 đó tới nay tôi nói người đó là người đó dạ, thì ổng có người khác. 70 tuổi giờ vẫn đi theo nhân tình. Thực sự câu chuyện rất đau mà ở mấy người phụ nữ này. Sao 19 tuổi? Do chín là 70 rồi mà sống Tết với chị này là 70. Sống với chị lo toan ra rất nhiều đúng thứ rồi, đúng không? Đúng lo cho từ ăn đúng, đúng. Từ miếng ăn giấc ngủ. Đúng. Mà đến giờ phút này vẫn còn. Tao ông qua làm để mua cái chai thuốc nhầm tao 200.000 thì cũng mua. Dầu ở đầu xà bông nước rửa chén. Có là chăm chút cho từng miếng một đúng không? Từ tàn ngon miếng bánh, từ ly cà phê và phê ngon chứ phê dở không nào không uống. Rất tốt, chị đối xử rất tốt. Đúng. Đến giờ phút này là chị mua cả vàng cho anh luôn. Mà anh ấy bỏ anh bỏ chị đi. Từ hôm mà anh đi giờ phút này anh có gọi điện cho chị không? Không có, cúp điện thoại. Reo có một tí cái tổng đài nữa bằng. Mới hôm qua này ông thấy mình qua được. Ông thấy mình cũng dòm lông lông, cũng chạy rọt luôn. Cái hôm qua này cúp điện thoại luôn. Chạy trốn luôn. Đến giờ phút này chị tìm anh ở đâu rồi? Hả? Giờ phút này là chị đã đang tìm anh ở đâu rồi? Đi lên này ở nhà trọ để tìm, đi tìm giả đò đi bắt vé số, giả bộ đi bán vé số để đi ngồi làm để ý. Chứ không lẽ mình ngồi không tên tên người ta nói mình gì, vừa bán số mà vừa cầm máu mình được. Trời ơi khóc thương. Trước đây chị có chồng có con, trước đây có con không? Không con, chị hoàn toàn hiện đây đến giờ phút là chị chưa có người con nào. Dạ. Thương dữ vậy. Chị có anh em bà con gì không? Có anh em đầy đủ. Anh em nhà gia đình chị có biết cái câu chuyện này không? Tôi quen người này, em tôi biết khuyên tôi. Khuyên? Khuyên nói ông này mua bán nợ nần tốt rồi, không tốt rồi thôi giờ chị từ từ chị giạt rồi. Tôi khuyên ông nói ông sửa đổi. Tôi nói ông ơi, mấy đứa em nó biết tụi mình quen với nhau. Thôi anh đừng có làm vậy, dậm chân tại chỗ. Thôi giờ quay đầu là bờ. Anh đừng ra đường lăn em nữa, mấy đứa em nó nghe nó buồn. Để mấy đứa em nghe buồn ha. Bây giờ 70 rồi còn quay đầu lại là bờ gì nữa, 70 rồi còn đất giờ rồi. Đừng tay con trại bơm kia nữa để về đó về với con. Theo như chị được biết đến giờ phút này là nhân tình của chị bây giờ đi cặp kè bao nhiêu người, từ khi sống chung với nhà chị đến giờ phút này bao nhiêu người rồi? Nhiều người rồi. Nhiều người rồi? 70 tuổi mà sao còn sung dữ vậy hả? Mới này giờ lên nhà em ổng, em cũng điện á, thì lên đáp mặt đứa thứ 6 với thứ 7 với anh thứ 9. Rồi nói chị ơi, thôi bỏ của chạy lấy người đi. Trời ơi, bỏ của chạy người đi. Là người nhà của em, của em người tình, đúng không? Gọi điện cho chị, báo cho chị. Đi tới, tôi tới nhà. Tới nhà luôn? Ừ. Ôi trời ơi. Con không quyết. Ông đi ít ngày ông cũng về rồi mẹ. Con không? Con trai khuyên làm sao? Con trai con của người gái, tình? Con gái. Con gái của người tình khuyên chị làm sao? Khuyên đi bỏ đi ít ngày họ ăn rồi họ đạp ít. Hết cổi họ rồi cũng đâu vậy. Là có là cái tính của cha như vậy. Và nói chuyện với chị như vậy. Chị nghe vậy chị có buồn không? Thế bây giờ mình còn thương nữa không? Không. Hết thương rồi. Đi lấy cổ. Chị cho hỏi này, trước đây chị đang làm cái công việc gì vậy để chị nuôi anh? Hồi trước khi á thì mình làm nhà năm. Thì mình sau này nhà nông nó bò lẻ thì mình mới ruộng mình cho mướn bò mình bán bò thì mình đi làm công
Làm công là chị đi làm gì, giúp việc hay làm gì? Nhà. Giúp việc cho một tháng được nhiêu tiền? Ừ. Có khi thảo được 8 triệu, có khi 7 triệu. Mình ở nhà, đương ở nhà của người đó 7 triệu mà mình hôm đó này mình nghĩ là mình biểu người ta là, à, muốn người thế mình đi tìm ông này đang nói ba mặt một lời. Người ta có thông cảm với chị không? Có, thế rồi, mướn rồi. Thế lại mai chị về người ta có cho chấp nhận cho rồi chị làm? Mình đi chỗ khác để mình nghỉ, mình xin mình nghỉ. Thế lại mai liệu chị có xin được việc chỗ khác không? Chưa. Nhưng chưa xin được. Chưa, mình lấy mình nghỉ. Thương quá, trời mình... đất ơi trời. Đi làm công, đi giúp việc để lấy tiền nuôi người tình già, nhân tình già. Nhân tình già giờ hốt toàn bộ của xong rồi đi theo mấy người đàn mọi người phụ nữ khác. Đúng rồi. Trời ơi, nghe đau vậy. Các anh em này nghe thực sự thương chị quá mà không biết làm sao, không biết chia sẻ làm gì chị được. Chị ở quê có nhà cửa không? Có. Nhà lớn không chị? Nhà cũng có. Thường cũng chắc. Nhưng mà hiện nay là chị sống một mình. Đến giờ phút này là sống một mình luôn. Anh em thì kiên giả nhất phận, mỗi người một lời đúng không? Đúng rồi. Nhà đấy hả? Vì vậy cho nên chị muốn kiếm một cái người bạn đời để sống đồng hành với nhau những ngày cuối đời còn lại. Đúng. Nhưng không ai ngờ gặp đúng mà đây gọi là một con cáo già rồi. Đây gọi cáo già. Đúng chưa? Em nói thật là đây gặp đúng cáo già rồi. Đúng. Chị nhắc lại là họ tên của ông đầy đủ là gì? Tần Giang Lâm. Họ Tần đúng không? Tần. Tần Giang Lâm. Tần. Văn Lâm. À, sinh năm 1900 mấy? 54. Sinh năm 1954. 54. Năm nay 69 tuổi. Quê ở ấp 3, ở xã Bình Thành, huyện Đồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Trong thời gian vừa rồi làm áo bảo vệ làm tại đâu? Bảo vệ ở Cốp Mát, ở ngay Bến Tre, Bình Dương. Còn hiện nay là làm trong Bình Dương? Còn hôm qua tôi còn gặp bạn áo khác, cái áo thứ chẳng có ấy gì mà bảo vệ nữa. Bây giờ anh em mình sĩ Bình Dương tìm được ra thì chị sẽ xử lý làm sao? Giờ gặp ông, không có đánh đập không cho mắng rồi. Hỏi anh, em nuôi anh mấy năm nay, giờ anh phản bội em đi, anh đi thì có người khác, rồi cổ có em là anh tính sao? Như vậy thôi. Là kết thúc đúng không? Bây giờ nhưng mà người ta trả lại tiền tài sản cho chị có đồng ý không? Có đồng ý là sống đồng chung ý, không? Sống chung đi, không? Đúng. Anh đi theo người khác, anh thả của em, cái thằng anh đi đâu anh đi, em không có tiền nhận anh nữa. Anh là phản bội em, như vậy. Chưa bao giờ một cái câu chuyện nào đau đến mức độ mà thực sự là một người phụ nữ sáu mấy tuổi rồi về tố cáo một người 70 gọi là lừa phản bội đúng không ạ? Ăn hết tiền hết của giờ phản bội đi theo người tình khác. Đúng. Bà này lao công quê bà này ở Đồng Tháp cũng lao công luôn. Làm công ông bảo vệ bà đó làm công đã tôi hỏi với người ông đô á tưởng ông có đưa xuất khẩu đồ vô trong tới có mát đó ở ngay bờ bến xe Bình Dương rồi đâu đó. Chị cho hỏi này, người tình của chị này, người tình già này, trước đây ấy là đã từng làm bảo vệ ở đâu chưa? Có hồi xưa đi chặt rồi mới về mới mua bò mua trâu mới đáo lại đi, giờ đi chỗ khác cũng ở Bình Dương mà đi chỗ khác. Nó dòng Bình Dương đúng không? Đúng. Rồi anh em sẽ tìm được cho chị. Ở đây là hôm qua nay tôi gặp hai lần, tôi qua đường. Là ở đâu khu vực nào? Tôi đi qua đường nghe chú. Cô phí xuống giữa làm cái cua đi ngày, ra đó. Ngày cua xuống giữa đúng không? Ngày cua xuống giữa để đi ra đường này. Với là ở ngay chỗ ngay đèn xanh đèn đỏ tên này để đi ra chỗ cái tạp hóa của Thanh Thúy. Tôi đứng luôn bán giấy số đó qua đường. Cái tôi mới vừa cặp cái giấy sách này với đếm tiền còn cầm tay. Cái ông đứng dòm lom lom cái trả dùng. Tôi nói, ủa ai giống bạn mình quá hả? Mình nói, mới vừa nói thôi. Chạy mất tiêu luôn. Chạy luôn dù cái đường. 70 tuổi mà chạy khỏe vậy hả? Trời ơi, lên xe chạy cũng như thanh niên hả? Trời sung rồi. Mới lần chả mình ngồi mình nghỉ á. Chị trong hỏi này, cái câu chuyện tế nhị là hàng ngày ấy, lâu lâu về gặp nhau ấy, là ông có đòi hỏi chuyện quan hệ không? Ông hỏi, đòi hỏi chứ. Ông đòi hỏi, chị có đòi hỏi không? Đòi hỏi mình nói, ông ơi, mình lại lớn là giảm mức độ lại để anh bệnh. Nhưng mà ông không chịu. Ông chịu. Ông vẫn sung lắm à? Ông nói là lâu lâu gặp em, anh bỏ em cũng được. Thương quá mà. Ông nói giờ em hiền, em nói là chịu đau, em có sự sáng. Em bình dân, em tốt. Em bình dân, em tốt. Anh. Mới nói là bà sẵn rồi. Em bình dân, em tốt, em nuôi anh. Mà ai ngờ bây giờ phút này anh vẫn bỏ của chạy lấy người mà đi theo người khác. Đúng. Đúng không? Còn là ăn cả của luôn. Đúng rồi.
Trời đất ơi, thường như mà. Thực sự hôm nay em ghi nhận cái câu chuyện buồn của chị. Đúng không? Bản thân đã hiện nay là không chồng không con rồi, phải không ạ? À, mà đã tuổi già rồi, lớn rồi, hơn 60 rồi. Mà hôm nay về để báo tin là cái câu chuyện rất buồn, là còn những ngày tháng còn lại chưa biết là cuộc đời giờ dù dài nhưng rất ngắn. Vì vậy cho nên là chị cũng giáp làm quen, đúng không ạ? Và sống chung với người đàn ông cũng hơn 60 tuổi. Trong khoảng 4 năm qua, từ lúc chị quen đến giờ phút này là lúc mà chị quen là 65 tuổi, năm nay 69 tuổi, đúng là rồi. 4 năm qua. Chị đối xử với nó là rất tốt. Đúng. Không ai ngờ đến giờ phút này tiền tài sản của chị bây giờ ra đi. Gia đình là ông chị tôi. Gia đình đồng ý hết. Hiền chịu ha. Nhưng cuối cùng là giờ ra đi rồi. Buồn thật sự nữa. Gia đình nó tí hiền và tí đàng hoàng tốt bụng. Không có lương lẹ mà không cháu ta không vui việc. Ai ngờ là mình tốt mà lại gặp không phải gặp không ngờ. Anh em tôi hỏi về tôi lại cũng khóc tôi nói vậy cái ở tại khuyên tôi nói thôi giờ cũng chuyện qua để ông về tôi cũng khuyên cũng nói ông chứ đâu có đến nỗi tao lo tao ăn thử anh mới ăn quá tốt rồi. Chứ bây giờ bây giờ em hỏi chị bây giờ 69 rồi 70 rồi chỉ còn 1-2 năm nữa là làm ngáp ngáp rồi đúng làm rồi, ngáp ruồi rồi. Đúng. Ai là người chăm sóc, ai là người giúp, ai đúng. Là người lau chùi, ai là người dọn dẹp đứa con á? Nó nói không được, nó nói không được riết rồi thì nó giận nó bỏ luôn. Mà bằng đầu ở ở mình á thì nó kho thịt kho cá nó bưng thôi. Bây giờ này em nói thật với chị này, mình năm nay là cũng hơn 60, 62 đúng không? Đúng rồi. Mình sống ở vậy đi, từ đúng. Giờ thì đi ở vậy đi. Đúng. Mình làm nhiêu ăn nhiêu. Đúng. Không phụ thuộc. Đúng. Không phải lo lắng cho ai hết. Đúng. Chính bản thân mình phải lo lắng cho mình. Đúng. Mình quan tâm cho mình để giữ gìn sức khỏe, để đúng. Sống lâu, sống đúng. Thọ và sống khỏe chị ạ. Không yêu đương bồ bịch này nữa. Bây giờ em nói thật với chị, xã hội bây giờ đàn ông hay đàn bà ai cũng người tốt người xấu, nhưng mà đa số là bây giờ mình gặp toàn yêu tinh không à? Đúng. Lừa chị đến giờ phút này gặp ông già 60, 70 là vẫn đi lừa chị này, thực sự anh em nghe rất đau chị ạ. À? Có ông mà lừa chứ xã hội chứ người ta cũng nhắc cái thôi mà ta đàng hoàng ta thật tình nhưng mà không may số xui thì sẽ gặp những người này. Thôi tốt nhất là sống vậy ha. Đúng rồi. Rồi hôm nay cái chị chia sẻ cái thông tin này để tìm người tình già 69, 70 tuổi này lừa chị ăn cả tiền cả tình của chị. Đúng. Này là chị chia sẻ cái thông tin có đúng sự thật không? Đúng sự thật. Nếu sai tôi chịu pháp luật. Rồi. Đây là tôi có hai số điện thoại của hai người anh. Rồi em cảm ơn cuộc chia sẻ. Hai người em và một người anh. Thực sự là hôm nay này em nghe câu chuyện của chị rất buồn. Em thành thật xin chia buồn với chị và cùng với gia đình. Hy vọng trong những ngày tháng tới chị vượt qua cái nỗi đau này sẽ cố gắng. Không nhá. Ừ. Bây giờ thì thôi mình cũng hy vọng là của đi thay người. Ừ. Chị ạ. Bây giờ thì gặp được ông chưa biết là ông ăn hết chưa, còn hay không. Còn xe. Đấy. Còn xe thì hy vọng, xe về. Hy vọng là lấy được cái xe, lấy được phần nào được phần đó. Ừ, xe cái xe của ông á, ông đưa cho ông rể còn cốc nát bằng nắng á. Còn chiếc xe của ông rể đưa cho ông đi ra ngoài là không biết, mình nhìn không biết chiếc xe. Đã ông hàng ngày mình ông chở mình đi mà, xe mình trồng tiền mà. Dạ. Yeah. Bây giờ anh em sẽ ghi nhận cái thông tin chị chia sẻ, tất cả thông tin trên mạng xã hội. Dạ, chị có đồng ý không? Đúng. Rồi. Em cảm ơn cuộc chia sẻ của chị rất nhiều ha. Chúc chị luôn luôn mạnh khỏe ha. Dạ, kính thưa cô chú anh chị các bạn, đây là một câu chuyện thực sự, một câu chuyện tình, một câu chuyện tình giả. Nhưng cái kết thì thực sự là đến giờ phút này chị gái rất đau. Đã bị một người đàn ông phải là rất lớn tuổi, 70 tuổi, U70. Đi lừa U60, thực sự cú lừa phải là vô cùng ngoạn mục, không ai ngờ được, đúng không? Trong cuộc sống rất khó. Đến giờ phút này một người phụ nữ rất lớn tuổi đi làm lao công, đi dọn nhà, dọn và là những công việc rất cực khổ để kiếm số tiền ít ỏi. Đến giờ phút này không ngờ bị người tình của mình lừa đảo. Đó, thực sự đến giờ phút này còn đi theo người nhân tình khác. Nghe câu chuyện này thực sự rất buồn. Thì anh em ở Bình Dương luôn luôn là muốn đăng những thông tin lên cảnh báo tất cả các chị em phụ nữ, các cô lớn tuổi. Mình quen ai đó, mình đi tìm hiểu bản thân lai lịch xem người ta có tử tế hay không. Tránh tình trạng mà tiền mất mà tật mang, đúng không ạ? Rất đau, rất khổ. Rồi cuối video cho phép công trần xin kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.